tâm. Hello thích nào ăn. Ôi ôi, tên thích nào ăn luôn à? Quay đầu này. Dẹp nhỏ quay video nên đó đọc được. Quay nhưng mà comment giờ, comment chạy nhanh quá nên đó không đọc không kịp nha mọi người ạ. Chào mẹ chị Bảo nha. Hello anh Trung nha. Hello Huyền Mì. Chào Vun Trung. Hello Phòng Xuân Trường nha. Quảng cầu mệt mệt lắm. Tuyệt vời. Hello Ngược Điệp nha. Hello Hồng Hành. Chào Văn Hải Nguyên nha. Hello Mộ Chinh. Hello Hồ Kiểm Bình nha. Chào tất cả mọi người đang xem nha. Mọi người chia sẻ cho Linh Đò nào. Huy Hồ Nhân. Linh Đò về có được thật tình mày có để em cho chào tất cả mọi người nhá. Đặt không kịp comment chạy nhanh quá. Kéo Điệp quay video. Điệp đang đây rồi. Mệt. Hello Nhật Lệ nha. Linh Đò mệt không? Linh Đò mệt lắm. Mệt quá. Anh à, alo. Linh Đò về Nghệ An à? Đúng rồi, về Nghệ An. Bọn cháu đang chạy đường cũ về rồi. Mệt lắm, mệt quá. Chú đang đứng ở đâu? Mỗi ngày chia sẻ cho Linh Đò nào. Cảm ơn Linh Chính nha. Đoạn nào á? Hello Huông Trăng. Cầu vượt á? Cái cầu vượt xong rồi có biển về Hà Nội đó. Hello Văn Dung nhá. Về thẳng Hà Nội, đi thẳng về luôn. Linh Đò về Nghệ An à? Đấy, đúng rồi. Linh Đò đang à, ở... Mình quay lại không? Chú nhầm... Ở Hà Nội. Ngày mai sẽ về Nghệ An để đi thăm cả anh em. Alo chú cho cháu nói chuyện với Lệ. Hai. Lệ à? Đồ ăn. Bây giờ đang đứng rồi. Thì lại vào đi về nhá, ăn uống sao? Tâm thước đã. Trong đấy. Vẫn đang ở trong bãi đỗ hay là như nào? Đi đâu mày đi đâu hả? Nói hả? Vẫn đang trong bãi đỗ thì vừa nãy là hello mọi người chia sẻ cho Linh Đò nào. Lối ở giữa là lối lên cầu là về nghỉ ngơi, còn lối ở dưới là lối tâm quay liệt. Lại bãi đỗ xe đó đánh đi đâu mà lối ở giữa có ba ngã rẽ đúng không, thì một cái hello, là lên hello, trên tầng ba là đón cả nhà mình nha. Khách đi còn ở lối ở chào mọi người đi. Dạ. Ok lối chào mọi người nhá, để bọn mình về sửa to đó nhá. Chào mọi người nhá, có gì hẹn mọi người ở các